giáo dục truyền thống quê hương ở những khu di tích lịch sử, để từ đó mỗi học sinh tự hào và am hiểu về lịch sử địa phương. Đó là hoạt động trải nghiệm được các nhà trường trên địa bàn huyện Hòa Vang tiến hành trong nhiều năm học qua và đem lại hiệu quả thiết thực. Mảnh đất Hòa Vang đã diễn ra nhiều trận đánh kiên cường, anh dũng của quân và dân ta trong hai cuộc trường chinh của dân tộc. Hiện nay trên địa bàn huyện có 33 di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật được xếp hạng. Để học sinh hiểu rõ hơn những giá trị văn hóa lịch sử cũng như truyền thống tốt đẹp của ông cha, hàng năm các nhà trường trên địa bàn huyện đã tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa tại các di tích này. Khi mà con nghe thì chúng ta đã chiến thắng, một chiến thắng rất là vẻ vang và vinh dự, một chiến thắng mà đem lại cho con niềm tự hào cũng như là thúc giục con phải làm như thế nào đó để mà xứng đáng với những gì mà anh cha ta đã bỏ ra. Việc tổ chức các tiết học thực tế gắn với các di tích lịch sử của địa phương là một hình thức giáo dục hiệu quả, gắn lý thuyết với thực tiễn, từ đó các em biết trân trọng những giá trị truyền thống, góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy di tích một cách hiệu quả và thiết thực. Đây là mới một trận đánh thôi, còn nhiều trận đánh trên địa bàn Hòa Vang, nhiều anh hùng của Hòa Vang đã xuất hiện. Đây, cho nên là phải tổ chức cho các cháu đi tham quan những di tích chúng ta đã xây dựng rồi. Chương trình du lịch không chỉ là du lịch mà hơn cả một hành trình, đó là đưa các em trở về với cội nguồn, về ông cha, để các em nhớ, yêu, quý, phát huy và bảo tồn những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của địa phương. Dạy lịch sử từ các di tích lịch sử sẽ không chỉ truyền lửa cách mạng cho thế hệ sau, mà qua đó để di tích đến gần hơn với công chúng nói chung, thế hệ trẻ nói riêng. Đó cũng là nền tảng để các em trở thành công dân có trách nhiệm sau này.